Vâng, Alun Audio xin hân hoan gửi lời mến chào tới toàn thể các bác và thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em kính mến. Trước clip này thì em xin được giới thiệu ngắn, đó là em sẽ bán thanh lý những cái sản phẩm mà các bác khách hàng nâng cấp những cái sản phẩm cao cấp hơn tại shop em, và nó là những sản phẩm hàng tốt và có giá rất là hời các bác nhé. Và hôm nay là chủ nhật các bạn, một ngày chủ nhật với rất nhiều các bác khách hàng tới shop em mua sắm rất nhiều những sản phẩm. Thì trong buổi sáng em đã giới thiệu rồi, đó là em lắp một đôi loa, B3 B3 Beta 3 là chính hãng, 2 bát 40 ở bên Kinh Môn. Thì bác chủ có nhờ em bán hộ hai đôi loa, đó là một đôi loa B3X15i mà bác ấy lấy của nhà em trong Tết. Đấy, bác lấy của nhà em trong Tết. Và một đôi loa B3X8i thì là em đã bán được rồi các bác nhé, vì giá nó rất là rẻ nên em bán được ngay rồi. Đấy, em bán gọi là hàng tốt giá hời. Còn đây trong buổi chiều ngày hôm nay, đúng không ạ? Đó là có một đôi loa Watford VS12 Pro Bass 30 các bác nhé, hàng xịn của Anh Quốc ấy ạ. Và một con đẩy Motivity mã số AL650 và một con cốt cơ 223. Thì các bác lưu ý là em mua 3 sản phẩm này của anh em là giá 6.500.000 đồng các bác nhé. Em mua cả 3 sản phẩm này là 6.500.000. Thì bây giờ em sẽ bán cho cả nhà với giá là 7.500.000 đồng. Các bác lưu ý nhé, 7.500.000. Thì em giới thiệu kỹ hơn này, nếu mà em bán giá 7.500.000 thì nó thực các bác là nó là cái giá rất là tốt các bác nhé. Vì bác khách hàng mua đôi loa này, các bác lưu ý này, các bác chỉ cần xem thôi nhé. Đôi loa Watford Pro VS12 này thì bác khách đã mua với giá là 9.500.000 tại Chí Linh em rồi các bác nhé, 9.500.000 tại Chí Linh chỗ em, ok chưa? Watford VS12 Pro đấy, riêng đôi loa bác đã mua 9.500.000 rồi đấy. Hiện tại bác ấy bán lại cho em và bác ấy mua những sản phẩm có thể nâng cấp sản phẩm cao cấp hơn tại shop em. Thì em mua của bác ấy 3 sản phẩm này là 6.500.000 các bác nhé. Bây giờ em bán 7.500.000, các bác lưu ý là như vậy, 7.500.000. Em sẽ vệ sinh cho các bác của anh em đẹp. Đây con đẩy đấy ạ. Đấy, các bác lưu ý là em bán cả nhá, không bán lẻ. Đấy, 7.500.000 nó có một đôi loa này. Watford VS12 Pro Bass 30, một con đẩy Moti AL650 và một con cốt. Đấy, em bao cho các bác của anh em là sản phẩm đang hoạt động bình thường. Các bác lưu ý là em nhấn mạnh là em không bán lẻ, bán cả các bác nhá. Và em phải giới thiệu luôn là cái đôi loa này nó đánh không được khỏe đâu các bác nhá. Tiếng hay, đây em sẽ test luôn ạ. Tiếng hay nhưng nó không mạnh đâu ạ. Đấy, nó không xuồng xã như những dòng loa của Trung Quốc đâu ạ. Giá 7.500.000 thì nó chỉ gọi là chưa bằng giá một đôi loa khi bác chủ bác mua. Bác chủ bác mua ở Chí Linh em luôn các bác nhé. Loa Watford Pro VS12 ok chưa? Đấy, các bác của anh em nghe chất âm. Các bác của em thân mến là có thể với những shop khác, đúng không ạ, mua đôi loa về này về anh em bỏ hàng bãi mới về, anh em dương bán đôi loa đã được 9.000.000 rồi, 9.950.000 rồi, đúng không ạ? Nhưng shop em không làm như vậy. Shop em mua bao nhiêu giới thiệu các bác của anh em, đúng không ạ? Một đôi loa, em giới thiệu lại đôi loa nó đánh không mạnh đâu các bác nhá. Nếu mua cho các chú lớn tuổi nghe nhạc hát karaoke thì rất hay, thoải mái luôn các bác nhá. Còn anh em mà hay giao lưu bạn bè mà luôn hát mạnh mẽ hay chơi những dòng nhạc sôi động, dòng remix non top thì tốt nhất là không nên dùng. Em khuyên anh em là như vậy, đúng không ạ? Đấy, cả đẩy, cả loa, cả một con cốt. Đấy, 7.500.000 đồng các bác nhá. Ok chưa? 7.500.000 giá tại cửa hàng. Anh em nhu cầu liên hệ sớm cho em giới thiệu lại là em không bán lẻ các bác nhé, bán cả 3 sản phẩm luôn ạ. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều, liên hệ cho em sớm các bác nhé. Video này em quay vào buổi tối, vâng ạ, buổi tối chủ nhật các bác nhé, buổi tối chủ nhật đấy. Không à, các bác lưu ý là chỉ tầm 5 phút nữa em sẽ đăng video lên đấy. Chủ nhật 21:31 ngày 24/3 các bác nhé. Đấy, các bác cứ xem video, nếu anh em chốt điện lại luôn. Còn hôm nay em bán đôi loa X15 và
đôi loa B3X X8i giá rất là tốt. Nhiều anh em điện đến lại bảo là sao mới đăng đã bán rồi thì em không rõ, đúng không ạ? Thì có thể em đăng video lên nhưng các bác chưa nhận được thông báo, đúng không ạ? Thì đây chính là cái cơ hội mà các bác đăng ký kênh của em. Đấy, bác nào đăng ký kênh của em thì khi em đăng video lên cái các bác nhận được, đúng không ạ? Thông báo luôn, các bác xem và ưng chốt luôn. Sản phẩm giá hời và hàng tốt các bác nhé. Ok. Hãy liên hệ cho em với hai số máy 0365888988, 0368891555. Đó, ok. Những sản phẩm rất đẹp và đúng quan điểm làm việc của em, đúng không ạ? Mua lại của anh em khách hàng là giới thiệu đúng mua của anh em khách hàng chứ không về không giống sống khác. Khi mua những đôi loa này về, đây là hàng bãi xịn vừa mới về, đúng không ạ? Đấy, bán 9 triệu một đôi loa này là chuyện quá dễ dàng các bác nhá. Nhưng đây em bán cả loa, cả đẩy, cả một con cốt này 7.500.000 tại cửa hàng. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.